Nếu bạn đang muốn tìm kiếm những bài tập đơn giản và hiệu quả đốt đi mỡ thừa ở vùng cánh tay, bắp tay và vùng đùi và toàn bộ cơ thể thì đừng bỏ qua 4 bài tập tuyệt vời sau đây với lại sợi dây tập hình chữ B. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với bạn người mẫu là Hoàng Thanh. Và chúng ta sẽ bắt đầu vào bài tập. Trong bài tập đầu tiên, bạn sẽ ngồi trên thảm, hãy giữ cho lưng thẳng. Chúng ta sẽ sử dụng sợi dây tập và bạn sẽ sâu với sợi dây vào hai cái lòng bàn chân của mình, ngửa lòng bàn tay, hai tay cầm lấy sợi dây. Hãy quan sát là cái lưng của bạn người mẫu chúng ta là đang thẳng nhé. Đó, lưng thẳng, mình hơi ngả về sau một chút xíu, một góc khoảng tầm 30 độ. Siết bụng lại, nhớ là trong tư thế đây là để mình đốt mỡ bụng ở vùng bắp tay, cho nên nhất định chúng ta cần siết bụng. Hít đầy hơi thở sâu, rồi thở. Bạn kéo sợi dây về, kéo đó, thở ra, đó, hít sâu, kéo lên, đó, hạ xuống, mình mới thở ra. Đó, bạn thấy sẽ thực hiện vài lần nữa để chúng ta xem. Hít sâu, lên, thở ra, hít sâu, lên, thở ra. Rất là tuyệt vời. Và đây là bài tập đầu tiên, các bạn hãy thực hiện nó trong vòng khoảng 20 lần và chúng ta sẽ thực hiện trong vòng 3 hiệp nhé. Chúng ta sẽ đến với bài tập số 2. Bài tập số 2, chúng ta sẽ nằm xuống thẳng. Nằm xuống, hãy nhớ là khi các bạn nằm xuống, cố gắng chúng ta siết bụng vào, mình rút xuống, dán cái phần thắt lưng của chúng ta xuống. Mình duỗi thẳng hai chân ra, tay mình sẽ cầm cái sợi dây. Chúng ta sẽ ngửa cái bàn tay của mình lên. Đó, ngửa bàn tay lên. Nhớ là chúng ta trong suốt quá trình của bài tập chúng ta cần phải siết bụng lại. Siết bụng là mình áp sát cái phần thắt lưng của chúng ta xuống thẳng. Hít đầy hơi thật sâu, mình nâng chân lên. Đó, nâng chân lên. Đó, khi bạn kéo xuống, khi chúng ta kéo xuống lại sợi dây nó khá là nặng, cần phải rút rốn, siết bụng, dán chặt thắt lưng rồi hạ xuống, hạ xuống. Đó, thật mạnh. Đó, rút xuống, lên. Đó, thở ra. Đó, các bạn thực hiện nào. Xuống hít. Đúng rồi. Rất tốt, lên thở. Luôn luôn nhớ là chúng ta cần phải dán chặt thắt lưng xuống. Xuống hít. Rất tốt, đúng rồi. Lên thở. Đó. Xuống hít. Rất tốt. Lên thở. Đó, bạn có thấy bài tập nặng không? Đi chân quá. Ok, rất là tuyệt vời. Rồi, cảm ơn bạn. Và chúng ta sẽ đến với bài tập thứ 3. Bài tập thứ 3, bây giờ bạn Thanh sẽ nằm sấp xuống nhỉ. Nằm sấp xuống và chúng ta sẽ lại sâu cái dây này. Đó, sâu cái dây này vào cái lòng bàn chân của bạn ý. Đó, mình sẽ sâu sợi dây vào qua cái lòng bàn chân. Đó, và bạn sẽ nằm sấp xuống. Bài tập này thì chúng ta sẽ nằm sấp xuống và cái đầu của mình vẫn ở trên thảm. Mình sẽ co chân lại để chúng ta lấy cái sợi dây đã. Đúng rồi, và bây giờ hai tay mình sẽ cầm nắm lấy cái sợi dây. Đó, hai tay mình nắm sợi dây, các bạn chú ý cách chúng ta nắm sợi dây là cái bàn tay của mình sẽ úp xuống nào. Xuống nào, hít là mình đạp căng chân ra, đạp căng chân. Đúng rồi, nhớ luôn luôn siết bụng nhá. Lên, thở ra. Đó, tốt, đúng rồi, xuống hít. Đó, lên thở. Đó, bài tập này sẽ giúp bạn đốt phần mỡ ở phần đùi rất là tuyệt vời. Đó, xuống hít, lên thở, xuống hít, rất tốt, lên thở. Đó, các bạn nhìn lại tập nhẹ như thế này thôi nhưng bạn cứ cần phải có lực để mình ghim lại, chứ nếu không là khi là bạn đẩy lại xuống hít này. Đó, thở ra, nếu bạn không giữ là bạn Thanh thì làm không giữ đó thì nó sẽ có cái lực phản kháng nó bật lại các bạn như vậy nhá, thì các bạn phải cần phải ghim giữ lại. Chính vì vậy đó là cái lý do vì sao với một sợi dây rất là đơn giản giúp chúng ta đốt được mỡ đùi, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập thứ tư này. Bài tập thứ tư thì nó sẽ nặng nhất là trong bốn cái bài tập này. Thì các bạn hãy quan sát trước này, vẫn là chúng ta nằm sấp và mình vẫn sâu sợi dây ở trong cái lòng bàn chân như thế này. Và bây giờ hít đầy hơi thật sâu. Rồi, hít đầy hơi thật sâu, thở mình nâng thân lên nào. Đó, đạp căng chân. Đó. Đó, đúng không ạ? Rồi, hạ xuống. Và bạn hãy quan sát lại một lần nữa nha. Bắt đầu từ phần mình co cái chân này, bắt đầu từ phần chân chúng ta co này. Đó, mình sẽ dùng hết sức. Đó, mình nâng cái sợi dây lên. Hít sâu. Rồi, thở lên. Đó, các bạn thấy không? Trông vậy thôi nhưng mà cái sợi dây nó có kháng lực mà. Nó sẽ giúp mình đốt mỡ ở vùng cả phần bắp tay cũng như là phần bắp đùi. Sẽ thực hiện lại một lần nữa nào. Hít sâu. Thở lên. Đúng rồi, nhả ra. Đó, rất là tuyệt vời. Hít sâu. Đó, mình chân co, bắt đầu từ phần chân co trước kia. Đó, thở lên. Đó. Đó, bài tập. Đó, một sợi dây rất là đơn giản nhưng nó là cái sợi dây kháng lực. Nó lại giúp chúng ta đốt mỡ rất là nhiều. Làm một lần nữa để cho các bạn đi quan sát nào.
khi sợ thở lên. Đó, rất là tuyệt vời. Cái bài tập này chúng ta cũng sẽ thực hiện 20 lần và mình sẽ lặp lại trong vòng 3 hiệp nhé. Đó, bây giờ chúng ta sẽ ngồi dậy. Đó, vừa mới rồi thì cô Hằng Nga vừa mới hướng dẫn chúng ta thực hiện là 4 cái bài tập với lại cái sợi dây kháng lực này. 4 bài tập với sợi dây kháng lực thì các bạn trông thì nó sẽ vô cùng là đơn giản thôi, nhưng mà thực hiện là thực sự là khi chúng ta thực hiện mấy bạn có cảm thấy rất nhiều calo. Dạ vâng, có tắt mồ hôi đâu? Có tắt mồ hôi ạ. Rất là tắt nhiều mồ hôi đúng không các bạn? Các bạn nhớ như thực hiện là mỗi bài tập chúng ta thực hiện trong vòng 20 lần và lặp lại cho gần 3 hiệp. Chắc chắn sau 14 ngày bạn sẽ cảm nhận thấy sự thay đổi cơ thể, đốt đi phần mỡ ở bắp tay, đùi và toàn bộ phần cơ thể của mình. Và cô Nga xin chào, hẹn lại chúng ta trong những bài tập của ngày tiếp theo. Và hãy cảm ơn bạn Hoàng Thành rất là mỗi chúng ta trong bài tập này. Namaste.